Xin chào mọi người, chào cô chú anh chị em và các bạn. Bữa nay mình trở lại bài 22 tiếp tục nha. Rất là bữa nay sáng sớm được hai video listening to của mình nha. Bài số 2, listening 2, bài này là Are the people in each conversation similar or different? Có từ này mọi người có nhớ không? Nhớ không ta? Này giải chưa ta? Sợ là chưa, hoặc là giải ít lần cho nên mọi người không nhớ là giống, là tương tự, similar hay là different. Những người trong đây khác nhau hay là giống nhau? Ok, giống như là đây là nhìn có vẻ như là hai anh em chẳng hạn, nhưng mà coi tính cách người ta giống nhau hay người ta khác nhau đó. Giờ đoạn đầu tiên nó cho là different, nó cho mình trước là different, nó làm sẵn cho mình nè. Giờ mình nghe coi là different hay là similar. Different hay là similar, khác nhau hay giống nhau? Listening to 1. Mr. Grant is really funny, isn't he? He loves telling jokes, and he's so easygoing. I know. Then there's Mrs. Grant. She never seems to smile. I wonder why she's so serious all the time. Okay. Cái này là tả ai vậy mọi người? Mọi người có nghe được là tả ai không? Theo mình nghe được là tả hai vợ chồng. Ông chồng hòa đồng, nói nhiều vui vẻ, bà vợ quạo đeo, không nói gì hết. Đó là mình nghe được như vậy đó. Mọi người nghe được giống vậy không? À, người ta không nói chữ quạo đeo nha, không có. Mr. Grant is really funny. Mr. Grant, ông Grant đó, thì ông rất là funny, ông rất vui. Isn't he? He loves telling jokes. He loves telling jokes. Từ vựng này học rất nhiều của video trước rồi nha mọi người. Học đi học lại nhiều lần lắm rồi đó. And he's so easygoing. He's so easygoing, rất dễ tính nữa. I know. Then there's Mrs. Grant. She never seems to smile. She never seems to smile. Có vẻ như bà không bao giờ cười. Kỳ ha, người mà không bao giờ cười. I wonder why she's so serious all the time. I wonder why she's so serious all the time. Tôi tự hỏi không biết tại sao mà bà luôn nghiêm trọng, nghiêm túc, nghiêm khắc với mọi thứ. Hết luôn. Rồi nghe lại đoạn đó nha. Đó là, vậy là mình biết là nó sẽ đọc theo kiểu như vậy. Nó sẽ tả hai người, hai anh em, hai vợ chồng. Đây là hai vợ chồng ha. Còn cái hình minh họa là hai anh em chẳng hạn vậy. Rồi mình nghe lại cái này với cái script nha. Mr. Grant is Lộn, không phải bài này. Xuống, đâu rồi? Đây. Hôm nay nha. Đây, Grant. Bài số 1 này nha. Ông Grant. Rồi mình nghe nè. 1. Mr. Grant is really funny, isn't he? Rồi, đây là cấu trúc câu hỏi đuôi. Đã gặp ở đâu đó rồi. Mr. Grant is really funny, isn't he? Cái ông này is, khúc trước người ta đọc là is, đúng không? Ông này thì rất vui vẻ, đúng không? Thì nên khúc sau nó sẽ là isn't. Phía trước là cái gì thì phía sau là phủ định của cái đó. Được chưa? Miss Grant, Mr. Grant is really funny, isn't he? Mình làm cái ví dụ cho bạn thêm một cái nữa nha. Ví dụ như là cái bông này thì rất đẹp, đúng không? The flower is nice. Làm biến với kiểu beautiful quá. Isn't it? Cái bông này đẹp quá phải không? Đó, ví dụ vậy. Ví dụ mình hỏi là bạn là Tèo phải không? You are Tèo, aren't you? Đó, bạn đã Tèo chưa? Không, bạn tên Tèo phải không? You are Tèo, aren't you? Đó, kiểu vậy đó. Vậy thì có dùng được cho động từ không? Có luôn. You work for Google thì phải làm sao? Don't you? Tại sao giờ nó không có to be nữa mà nó có động từ, phải là don't you, được không? Tiếp tục nha. She likes tennis. Phải là doesn't she nha. Rồi đó, đây là cấu trúc câu hỏi đuôi. Nếu mọi người cảm thấy nhanh quá kiếm kịp, tua lại video ghi lại từng câu một nha, để dành học, để dành làm, đổi lại. Rồi, Mr. Grant is really funny, isn't he? Ông này cũng vui tính lắm, đúng không? Thay vì đặt câu hỏi bình thường là, câu hỏi bình thường là gì? Is Mr. Grant funny, đúng không? Bình thường mình sẽ đặt như vậy. Nhưng không, đây nó đặt câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi thì thực ra mình thấy nó quen với người Việt hơn. Tại vì nó khúc sau là phải không, đúng không? Là nó dễ hơn. Chứ cái đặt câu hỏi kiểu này các bạn hay quên hoài. Đó, mình cứ đặt theo câu bình thường. Đó, xong rồi mình isn't, xong rồi mình phủ định lại. Nó dễ không? Đây, cấu trúc câu này xài được nha. Trong giao tiếp xài cái này nhiều nha.
Rồi, Mr. Grant is really funny, isn't he? Rồi, mới vô lượm được bí kíp. Tiếp. He loves telling jokes. He loves telling jokes. Chữ này là jokes nha. Chứ mà là joke nghe là jokes. And he's so easygoing. And he's so easygoing. And và rất là dễ tính luôn. And he's so easygoing. I know. I know. Tôi biết mà. Then there's Mrs. Grant. Rồi, câu này là then there's Mrs. Grant. Này không phải là kế tiếp có bà Grant. Ừ. Tức là còn bà Grant đó. Được chưa? Đấy. Còn bà Grant. Bà Grant thì sao? Đấy. Bà Grant sao nào? She never seems to smile. She never seems to smile. Cô ấy không có vẻ gì là cười hết trơn á. Tức là bà ít khi cười đó. She never seems to smile. Nghĩa là bà ấy ít khi cười đó nha. Nó xài quá cái câu này, đúng không? Trời ơi, tôi rất là tỉnh thì có cái câu nó ngủ rồi. Thấy thương ghê không? Nằm chụm lũm. Rồi, ngủ đi con. Chợ giảng. Dễ thương á, nhỏ xíu. I wonder why she's so serious all the time. I wonder why. I wonder why. Cái bài hát I wonder how, I wonder why đó là một bài, bài hai nữa là gì ta? Còn một bài nữa, quên rồi. Đây, wonder. She is so serious all the time. Tôi tự hỏi không biết tại sao mà lúc nào bà cũng nghiêm khắc. Ờ, tính ra cái bài này nó hay quá vậy ta. Thấy nguyên cái đoạn này xài được hết, không có câu nào không xài được luôn á nha. Hay quá. Lụm về xài mọi người ơi, để lúc nào có cơ hội mình sẽ phát lên tiếng nói. Được á, quá là đã. Rồi, xong. Đó là đoạn ví dụ. Dễ không? Không dễ lắm hả? Rồi, mình sẽ coi tiếp đoạn số 2 nha. Tự làm nha mọi người. 2. Where are Nat and his brother today? I think they've skipped class again. Really? They're always doing that. Yeah, they aren't serious about studying, that's for sure. All they like to do is sit at home and play computer games. Rồi. 3. Cái này dùng toàn đây không à? Là hai thằng nó rồi hai cái thằng này nè, hai thằng ở trốn nhà chơi game này nha, cho nên hai thằng này rất là giống nhau nha mọi người. Đó. Công nhận chứ, cái game là theo thời gian thôi chứ hả, thế hệ nào cũng bị ảnh hưởng bởi game và trò chơi hết trơn. 2. Rồi nghe lại nè. Bây giờ nghe không có sốc trước nha. 2. Where are Nat and his brother today? Where Nathan's brother today là hai anh em của thằng Nathan nữa ta. Tên Nathan gì đó. I think they've skipped class again. I think they've skipped class again. Skip. Skip là bỏ qua, giống như bỏ qua quảng cáo chữ skip đó mọi người. Skip class là trốn học nha. Bỏ qua lớp học là hai thằng đi trốn học nữa rồi. Really? Really thiệt á? They're always doing that. They are always doing that. Đây, they are always doing that là dùng chữ always luôn luôn kèm với cái thì tiếp diễn is doing, thì là hai thằng này lúc nào cũng trốn học. Đó, dùng cấu trúc verb in cộng với lại luôn luôn để diễn tả cái sự phàn nàn. Hai thằng này lúc nào cũng trốn học. They are always doing that. Yeah, they aren't serious about studying. Yeah, they aren't serious about studying. Nó không có nghiêm túc học hành gì hết. That's for sure. That's for sure, chắc luôn. All they like to do is sit at home and play computer games. All they like to do is sit at home and play computer games. Tất cả mọi thứ mấy thằng này làm chỉ là ngồi nhà chơi game không thôi. Trời ơi, nó lại đúng kìa. Trời ơi, hay quá đi á mọi người. Sao đoạn này hay dữ vậy ta? Nó giống ai đó vậy? Serious all the time. Rồi, số 2 nào. 2. Nat. Where are Nat and his brother today? Okay, Nat and his brother. Okay, tên Nat luôn á hả? Tưởng tên Nathan. Phải không ta? Okay, nói chung là Nat. Giống như phim tình người duyên ma, bà tên mặt Nat. Okay. There are Nat. Where are Nat and his brother today? Hai thằng anh em nhà Nat đâu rồi? Nat với là thằng anh nó đâu rồi? I think they've skipped class again. I think they've skipped class again. Lại một lần nữa nghỉ học rồi, skip class. Really? They're always doing that. Really? They're always doing that. Đó, thiệt á, nữa hả? Tối ngày nghỉ học không? Yeah, they aren't serious about studying, that's for sure. They aren't serious about studying, that's for sure. Chắc luôn. Nói chung là chắc chắn một điều rằng hai thằng này không học hành gì hết, đúng không? All they like to do is sit at home and play computer games. All they like to do, tất cả những thứ mà có nghĩa là nói chung là nó chỉ thích
là sit at home, ngồi nhà, and play computer games, chơi máy tính thôi. Quen quá trời quá đất. Rồi, hết. Số 3 nha. 3. What are your new neighbors like? Mr. and Mrs. Roberts? Well, they seem nice. I've spoken to Mrs. Roberts several times. She's very easy to talk to. But I haven't spoken much to her husband. He's kind of shy and not very talkative. Rồi, có nghe sự khác nhau. Hai vợ chồng nữa nha, nhưng hai vợ chồng này khác nhau. Cái này khác chỗ là bà vợ thì nói nhiều, ông chồng không nói nha. Lại nè. They're always doing that. Like to do is sit at home and play computer games. Nghe lại, bỏ khúc này. Số 3 nè. 3. What are your new neighbors like? Okay, what's your new neighbors like? Là neighbor hàng xóm của bạn thì như thế nào? Hàng xóm mới của bạn như thế nào? Mr. and Mrs. Roberts? Mr. and Mrs. Robert, ông bà Robert à? Well, they seem nice. Well, they seem nice. Hai người này đều nice. Nhưng mà tới khúc này chưa đâu. Có giống thì đúng rồi, nhưng mà nếu mà nó có giống hết đó, thì mới tính được. Còn này có khác thì chính là khác nha. I've spoken to Mrs. Roberts several times. I've spoken to Mrs. Roberts several times. Tôi đã nói chuyện với bà Robert mấy lần rồi. She's very easy to talk to. Easy to talk to, đúng không? Là bà này rất dễ nói chuyện. But I haven't spoken much to her husband. I haven't spoken much to her husband. Nhưng mà ông chồng bà thì tôi không có nói chuyện nhiều. He's kind of shy and... He's kind of shy. Mọi người nghe được chữ shy không? Shy là ổng khá là nhút nhát. Not very talkative. Not very talkative. Rồi hết luôn. Mọi người nghe được không? Đây nha. Rồi, giới tính là khác nhau đó. It's like... Mr. 3. What are your new neighbors like? What's your new neighbors like? Đó. Sao đọc chỗ này có chữ S giống người ta? Kệ nó đi. Tiếp theo. Mr. and Mrs. Roberts? Mr. and Mrs. Robert? Ông bà Robert à? Well, they seem nice. Well, they seem nice. Mấy cái này nó hay có chữ seem là mọi người cũng xài luôn đi cho nó quen. Seem, có vẻ như. Không chắc chắn lắm. They are nice thì biết rồi. Còn này là hai người nãy chung cũng mới. Và ông này ông muốn nói là có vẻ là nice, đúng không? Chứ chưa có dịp tiếp xúc nhiều khi mọi người dùng vô cho cái câu nó êm ả rồi đi. Seem nice. I've spoken to Mrs. Roberts several times. I've spoken to Mrs. Roberts several times. Tôi đã nói chuyện với bà Robert mấy lần rồi. I've spoken. She's very easy to talk to. She's very easy to talk to. Cô này rất dễ là nói chuyện cổ. But I haven't spoken much to her husband. But I haven't spoken much to her husband. He's kind of shy and not very talkative. He's kind of shy and not very talkative. Đó, khá là nhút nhát, khá là mắc cỡ, ngại ngùng và không có vẻ gì là nói nhiều hết trơn á. Rồi, xong hai ông bà khác nhau. Bù trừ cho nhau, số 4 nha. 4. Have you met Wendy's new boyfriend? Yeah, I like him. Me too. I think he's perfect for Wendy. He sure is. They're so sociable. They both love partying, and they're both a little crazy at times. That's for sure. Rồi, bạn có thấy thằng bồ mới của ông nhỏ kia không? Nó rất hợp, tụi nó rất hợp với nhau, tụi nó hay tiệc tùng, social, chơi bời, nói chuyện. Ok, đó là cái mình nghe được, hai đứa giống nha. Ok, người ta nói ngu tầm mã hay gì là nó đó. Ok, vô nào. Yeah, I like him. Have you met Wendy's new boyfriend? Have you met Wendy's new boyfriend? Có gặp bạn trai mới của bạn Wendy chưa? Yeah, I like him. Yeah, I like him. Tôi cũng rất thích anh ấy. Me too. Me too, tôi cũng thích luôn. Trời ơi, ai mà được lòng thiên hạ dữ vậy? I think he's perfect for Wendy. I think he's perfect for Wendy. Tôi nghĩ anh này là tuyệt vời cho bạn Wendy luôn á. He sure is. Chắc chắn là anh ấy như vậy rồi. They're so sociable. They're both sociable là cả hai đứa đều, có chữ both không nhớ nữa nhưng mà đều sociable. He's perfect for Wendy. He sure is. They're so sociable. They're so sociable. Hai đứa này đều là thân thiện, đều là hòa đồng, sociable, hòa đồng. They both love partying. They both love partying. Ở đây chữ both nè.
hai đứa đó đều là thích tiệc tùng. And they're both a little crazy at times. They are a little crazy at times, là đôi lúc khùng khùng, hai đứa khùng khùng giống nhau. That's for sure. That's for sure. Chữ that's for sure này thích xài ghê ha, hồi nãy xài rồi giờ xài nữa. That's for sure chắc luôn rồi. Chắc cú nha. Rồi hai này chốt đơn hợp nhau ha. Rồi, hai này cũng rảnh nói chuyện như hai đứa kia. Nghe cũng hay, cũng hợp lý chứ bộ. Cái này là người Việt Nam mình thích nói nhất luôn. Cái bài này là chưa thấy bài nào Vietnamese như bài này luôn. Thì tính ra nước ngoài nó cũng nói sau lưng nhau như Việt Nam thôi mà đúng không? Có điều là nó cũng không có nói gì quá là chi tiết. Đôi khi nó cũng sẽ có thôi nhưng mà nó không show lên cho mình biết thôi chứ không phải nó không có đâu nha. Người đâu cũng xấu tính như nhau nhưng mà thôi mình cứ học cái tốt thôi nha. Much to her husband. He's kind of... Have you met Wendy's new boyfriend? Have you met Wendy's new boyfriend? Bạn đã gặp bạn trai mới của Wendy chưa? Yeah, I like him. Yeah, I like him. Me too. I think he's perfect for Wendy. Đó, giống như mình đã dịch cho mọi người nè. I think he's perfect for Wendy. Ok. Cái chỗ mà I think, chữ K nè, nó nói qua chữ he được nhưng mọi người chữ hờ rất là yếu ống día, nó đọc cũng như không vậy đó. Cho nên là những cái gì trước nó mà âm mạnh k là nó sẽ nói qua được luôn nha. Yeah, I like him. Me too. I think he's perfect for Wendy. Bạn nghe là I think he's perfect không? Nó vần qua được đó nha. Không có gì bất ngờ hết nha. Mình giải thích rồi đó. Mốt có gặp nữa thì chấp nhận nó nha. Nó là như vậy đó. I think it's perfect for Wendy. He sure is. He sure is. They're so sociable. À, nó bị dướng. They're so sociable. They both love partying and they're both a little crazy at times. They both love partying and they're both a little crazy at times. Đó, cả hai đều thích tiệc tùng và khùng điên giống nhau. That's for sure. That's for sure. Khi mình thấy người ta nói đúng quá rồi, đâu còn nói gì nữa. That's for sure. À, cũng hay chứ bộ. Có gì để nói còn hơn không có gì để nói mà. Rồi, vậy nha, số 5. 5. How do you like the new teachers? Well, Mr. Williams is very easygoing, and he's really smart, too. Yeah, I know. And what about Miss Vaughn? She's not as easy to get to know. She's not as easygoing as Mr. Williams. She seems very serious. Yeah, I think so, too. Rồi, so sánh hai giáo viên cũ mới. Một người dễ, một người khó. Đố bạn ai dễ ai khó? Mình nghĩ là phụ nữ khó, đàn ông dễ nha. Thường thấy vậy. Nhưng mà nếu mà thầy giáo một khi mà đã khó thì bá đạo hơn cô giáo rất là nhiều nha. Mình cảm giác là như vậy. You like the new teachers. Ok, câu đầu tiên nói vậy. Five. New teacher. How do you like the new teachers? How do you like the new teacher? Là hỏi bạn có thích giáo viên mới không? Hay là giáo viên mới như thế nào? Well, Mr. Williams is very easygoing. Mr. Williams is very easygoing. Ông này đọc cái giọng mắc cười quá. Very easy guy. Ông này rất, ông thầy mới rất là, ông William rất là dễ tính. And he's really smart too. Really smart too. Ông này rất thông minh. Vậy chẳng cái nào chơi bà kia ngu ngốc hả ta? Yeah, I know. And what about Miss Vaughn? Yeah, and what about Miss Vaughn? Cô Vân như thế nào? She's not as easy to get to know. She's not easy to get to know. Bà này không dễ để làm quen. She's not as easy going as Mr. Williams. She's not as easy going as Mr. Williams. Cô này không dễ tính bằng cái thầy William. Lát nữa mình sẽ dịch cái kiểu cấu trúc bằng trong cái bài script cho mọi người coi. She seems very serious. She seems very serious. Cô rất là nghiêm khắc. Yeah, I think so too. Yeah, I think so too. Rồi hết luôn. Giờ mình sẽ coi nha. Hồi nãy nó so sánh bằng. Không hơn mà so sánh bằng. Rồi đoạn cũng dài dài nè. Nhìn đã. How do you like the new teachers? How do you like new teachers? How do you like the new teachers? À, hai đứa này mới, lộn, hai thầy cô này mới luôn. Thầy cô mà kêu một đứa, chán thiệt. How do you like the new teachers? À, bạn thích những thầy cô mới như thế nào? Well, Mr. Williams is very easygoing and he's really smart too. Thầy William thì rất là dễ tính và còn lại thông minh nữa chứ. Easygoing. Yeah, I know. And what about Miss Vaughn? Yeah, I know. What about Miss Vaughn? Cái tên Vaughn nè, chữ này mà bình thường á, đọc chắc mình đọc không ra quá mọi người ơi. Mình tưởng tên van giống như cái chiếc xe vậy. Van gốc, van cover. Không biết chữ van viết vậy luôn á. Đọc viết vậy mà đọc van mọi người thấy ghê không? Vậy khúc giữa viết làm chi trời. She's not as easy to get to know.
She's not as easy to get to know. She is not as easy to get to know. Cô ấy không dễ để làm quen. Get to know chứ không phải là dễ để biết à. Dễ để nói chuyện, dễ bắt chuyện á. She's not as easy to get to know. Bỏ chữ as đó dồn chi? Để cho thêm câu nó phức tạp. Và mình quen với việc đó luôn. She's not as easy to get to know. Là tóm lại là bà không dễ làm quen. She's not as easy going as Mr. Williams. Đây. She's not as easy going as Mr. Williams. Cô ấy không dễ bằng thầy William. Khi có hai chữ as là bằng. Được chưa? She's not as easy going as Mr. Williams. Ví dụ nha. I am not as tall as my sister. Dễ hơn. Tôi không cao bằng em tôi. Hơn thì mọi người đã biết rồi. More than, less than, taller, bigger, đúng không? Bây giờ so sánh không bằng nè. Cái này mới hơn một chút nè. I'm not as tall as my sister. Tôi không cao bằng em của tôi, chị của tôi. Ok, rồi sao nữa? Tương tự ha. Chỉ cần đổi cái gì? I'm not, tôi không có as. Để cái tính từ bạn muốn so sánh cái gì thì bạn để tính từ đó vô đây. I am not as smart, thông minh as my sister. Tôi cũng không thông minh như là em của tôi hoặc là chị của tôi. Tội nghiệp không? Quá là tội nghiệp. Tôi không có nice như là bằng em của tôi luôn. Đó, tương tự vậy nha. So sánh này nghe nó buồn mọi người. Nhưng mà không sao. Không bằng thì không bằng chứ sao. Có gì đâu. Đó, cái này không bằng cái kia. Rồi, một cái quá là hữu ích luôn. Tiếp. She seems very serious. She seems very serious. Trong bài này dùng chữ seem khá là nhiều không? Nhận định về con người nó không có tả thẳng, nó tả seem. À, có vẻ như. Yeah, I think so too. Yeah, I think so too. Rồi đây đồng ý luôn. Yeah, I think so too. Đó, ngoài did that right ra còn I think so too nữa nghe cho nó đỡ chán đúng không? Đồng ý luôn. Rồi, còn cái nữa. Cái nữa là được đi ăn trưa. Ở chưa. Chưa được. Hai video ngày hôm nay lận. Chưa được đi ăn đâu. Và xuống dưới đây còn nghe cái này nữa nè. Trời ơi, sáng nay làm hai cái video được như vậy trời. 6. What's your brother's wife like? She's just like my brother. Serious and hardworking. She's at the office every night until around 9. And so is he. They sound like the perfect couple. Rồi. Nghe perfect couple biết hai người giống nhau. Khỏi cần nghe gì khác luôn. Là hai người này á đều chăm chỉ. À, nên như là anh trai với lại bồ của ổng hay gì á, là hai người đều chăm chỉ như nhau. Không có cái gì là không hợp với nhau hết á. Ai cũng chăm chỉ làm việc. Seems very serious. Rồi, yeah, lại nào. I think so too. 6. What's your brother's wife like? What's your brother's wife like? À, vợ của anh bạn như thế nào? She's just like my brother. She's just like my brother. Là không phải là bà thích anh tôi. Vợ ổng thì tất nhiên là thích ổng rồi. Nhưng mà ý là like là giống. Bà y chang anh tôi luôn. Serious and hardworking. Serious and hardworking. Đó là người rất là nghiêm túc và rất là chăm chỉ. Thế là hai chồng này tiền để đâu chưa hết rồi. She's at the office every night until around 9. She's at the office every night until 9. Là around 9. Là bà làm việc trong văn phòng mỗi đêm tới 9 giờ luôn. Trời ơi, OT dữ vậy, tăng ca dữ vậy. And so is he. And so is he. Và anh ấy cũng ở đó luôn. Trời vui dữ vậy. They sound like the perfect couple. They sound like perfect couple. Ồ, nghe là trời sinh một cặp. Rồi hết luôn. Rồi, cuối cùng kết thúc đẹp ha. Đó, các bạn phải nên như vậy đúng không? Nên chăm chỉ làm việc vô. Là bớt cãi lộn. Mệt quá lại làm mệt quá về lấy gì cãi lộn luôn. Quá là dữ. Rồi đây. Ít ha. 6. What's your brother's wife like? What's your brother's wife like? What's your brother's wife like? Cái này nó nhiều âm đuôi quá. Cố gắng lên nha mọi người. What's your brother's wife like? Cái này không có âm đuôi luôn. She's just like my brother. She's just like my brother. Bà giống y chang anh tôi. She's just like my brother. Ê, cái câu này cũng hay chứ bộ. Khi mà có hai người giống nhau, she's just like my brother. Nhà mình thì sẽ có hai người nào đó giống nhau, đúng không? Có. She's just like my brother. Đó, hai người đó cái nết y chang. Đó là câu này luôn nè. Chứ đừng kiếm chữ cái nết là khó lắm nha mọi người. Kiếm chữ y chang nó mệt mỏi lắm nha. Y chang là giống nhau đó. She's just like my brother.
Cô ấy cũng y chang như là cha cô ấy hay là mẹ cô ấy cũng được, đúng không? Ta giống cha giống mẹ ta là chuyện đương nhiên. Đó, ví dụ vậy mình có thể nói được luôn. Serious and hardworking. Serious and hardworking, từ vựng rất quen rồi ha. She's at the office every night until around 9. She's at the office every night until around 9. Cô ấy ở trong văn phòng cho tới cỡ 9 giờ luôn. Trời ơi, ăn uống gì nữa. And so is he. And so is he. So is he là anh ấy cũng vậy luôn. They sound like the perfect couple. It sounds like the perfect couple. Đó. Trời, xin một cặp tuyệt vời luôn. Quá là dữ. Rồi hết bài. Vậy là mình dịch bài xong luôn rồi đó. Là dưới đây mọi người sẽ làm rất dễ rồi nè. Khi chúng ta đã hiểu hết rồi. Ngủ ngủ quậy hả? Peanut. Peanut. Ngủ với không? Quậy dữ vậy? Rồi nghe lại. What do you think is true about each person? Bạn nghĩ cái nào thì đúng đối với cái hai cái người này? Rồi, nghe lại thôi. Test lại coi mình có nghe được không nè. Giờ mình ngồi làm thôi, không có gì để nói nữa. Chắc có lẽ là mình dịch cái này cho mọi người để mọi người rõ hơn chút nha. Còn ai mà thích tự làm thì có thể skip qua phần này, bỏ qua phần này vô phần nghe luôn. Mr. Grant thì rất là vui. Mrs. Grant thì rất là thích để có niềm vui. Nó phá đây, nó phá. Phá kia, phá đây. Trời ơi, đâu vậy? À, giờ để nằm á hả? Trời ơi, bóng lưỡng là mọi người thấy đã không? Rồi cái đỉnh cắn nha. Rồi, thì tiếp theo bài 2. Cả hai anh em đều thích học hành. Ở lâu đâu? Neither là cả hai anh này không thích học hành. Cả hai anh này đi học mỗi ngày. Theo như trí nhớ của mình là tới đây mình làm được đúng không mọi người? Nhưng mình cũng làm bộ nghe đi nha. Nghe coi nó có phải đúng vậy không? Rồi, ông Robert thì không nói nhiều. Và nó rất khó nói chuyện với bà Robert. Câu số 4. Bạn trai Wendy thì rất nghiêm túc mọi lúc. Wendy rất thích vui vẻ. Rồi cả hai giáo viên đều rất dễ tính. Cả hai giáo viên thì mới bắt đầu dạy ở trường. Rồi bà vợ kết thúc việc làm sớm hơn là ông chồng. Ông chồng làm việc chăm chỉ giống như bà vợ. Đây so sánh bằng nữa nè. Ok, rồi mình nghĩ cái này mọi người sẽ vượt qua dễ dàng. Nghe thôi, nghe lại thôi. One. Mr. Grant is really funny, isn't he? He loves telling jokes, and he's so easygoing. I know. Then there's Mrs. Grant. She never seems to smile. I wonder why she's so serious all the time. Two. Where are Nat and his brother today? I think they've skipped class again. Really? They're always doing that. Yeah, they aren't serious about studying. That's for sure. All they like to do is sit at home and play computer games. Three. What are your new neighbors like? Mr. and Mrs. Roberts? Well, they seem nice. I've spoken to Mrs. Roberts several times. She's very easy to talk to. But I haven't spoken much to her husband. He's kind of shy and not very talkative. Four. Have you met Wendy's new boyfriend? Yeah, I like him. Me too. I think he's perfect for Wendy. He sure is. They're so sociable. They both love partying, and they're both a little crazy at times. That's for sure. Five. How do you like the new teachers? Well, Mr. Williams is very easygoing, and he's really smart too. Yeah, I know. And what about Miss Vaughn? She's not as easy to get to know. She's not as easygoing as Mr. Williams. She seems very serious. Yeah, I think so too. Six. What's your brother's wife like? She's just like my brother, serious and hardworking. She's at the office every night until around 9, and so is he. They sound like the perfect couple. Rồi, dễ không? Tới đây dễ rồi nha. Tới đây cảm thấy ok. Nó làm giống vậy được rồi thì mình thấy là được đúng không? Đâu có gì đâu khó. Phải không ta? Ông Grant thì vui, bà Grant thì không. Đúng không? Và hai thằng này đều không thích học. Neither nó có nghĩa là cả hai đều không nha. Rồi, both cả hai này đều đi học rồi đâu có đâu, đâu thích học đâu đi học.
Ông Robert không nói nhiều. Đúng rồi, bà Robert á thì mới nói nhiều, cho nên hai cái này nó ngược nhau. Ok, ông này không nói nhiều là đúng rồi, còn bà này thì nói nhiều mà, đúng không? Còn số 4 là bạn của Wendy thì rất là serious không, này vui lắm. Và Wendy rất thích vui đó, hai đứa đều vui chứ không phải đứa vui đứa không. Rồi số 5 là cả hai giáo viên đều là mới là giáo viên ở đây, đúng ha, new teacher. Và cả hai đều rất dễ không, có một ông dễ bà khó mà. Rồi tới số 6 là người chồng thì làm việc cực nhọc như người vợ, đúng rồi. Và người vợ không có dậy sớm hơn người chồng, hai người đều làm như vậy luôn. Hết bài rồi. Ok, nghỉ một video.